Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đang theo dõi video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Cần nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, buổi trưa hôm nay thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà một trệt hai tầng lầu trên tổng diện tích cực khủng 300 m² phun thổ cư, ngang 10 dài 30. Và hiện tại thì đang có 26 phòng trọ cao cấp cho thuê với mức giá thu nhập hàng tháng là 50 triệu. Vâng, 50 triệu với 26 phòng cho thuê, phòng trọ cao cấp. Hiện hữu tại khu dân cư Việt Sinh Vship 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, một căn nhà một trệt hai tầng lầu xây mới khang trang, sạch đẹp. Hiện hữu tại khu dân cư Việt Sinh Vship 1 với diện tích cực khủng và một sản phẩm đầu tư cho quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua để đầu tư cho thuê thế này. Một căn nhà khang trang mới hoàn thiện xong, tuyệt vời. Dẫn quý vị chúng ta vào khảo sát cụ thể về căn nhà của mình thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ trục đường cũng như là vị trí nơi đây của nhà mình. Vâng, căn nhà chúng ta hiện hữu trên một trục đường ngang 6 m, hành lang mỗi bên là 4 m, trục đường lớn thuộc khu dân cư Việt Sinh Vship 1 giao nhau với trục đường 22 tháng 12, đường DT743 vòng xoay An Phú, quốc lộ 13, siêu thị Eon Bình Dương. Và tại vị trí nơi đây thì rất là gần với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, chỉ cách vị trí thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 12 cây số, hoặc là Thủ Đức thì khoảng tầm 4 cây. Một vị trí để quý vị chúng ta có thể mua một sản phẩm cho thuê đầu tư với thu nhập hàng tháng rất là cao, 50 triệu với 26 phòng đang cho thuê, rất là cao cấp và cực kỳ hiện đại. Một căn nhà một trệt hai tầng lầu tuyệt đẹp trên trục đường rộng thuộc khu dân cư Việt Sinh Vship 1, ngang 10 dài 30, 300 m², phun thổ cư 100%. Và mức giá dành cho sản phẩm này là 12 tỷ 500 triệu đồng, thương lượng trực tiếp chính chủ. Vì vậy quý vị chúng ta đang có nhu cầu mua để đầu tư cho thuê thì đây sẽ là một sản phẩm rất là tuyệt vời nhân dịp cuối năm 2021 để chúng ta có thể mua được một sản phẩm với mức giá hời để đầu tư phát triển cho tương lai mới năm 2020. Một sản phẩm giá đầu tư 12 tỷ 500 triệu đồng, một căn nhà trên một trục đường lớn thuộc khu dân cư Việt Sinh Vship 1 gần với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa cũng như là thành phố Thủ Dầu Một, trên những trục đường như Bảo Hoàng này chia sẻ. Đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 13, DT743, quốc lộ 1A và quốc lộ 1K. Với những trung tâm tiện ích đi kèm trong khu dân cư này thì cái gì cũng có thưa quý vị. Chợ 79, chợ Việt Sinh hay là trung tâm y tế, trường học cấp 1, cấp 2 rất là gần. Vâng, và đây là mặt tiền phía trước căn nhà của mình. Còn đây là trục đường như Bảo Hoàng đã chia sẻ, ngang 6, hành lang mỗi bên là 4 m. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người cùng khảo sát căn nhà của chúng ta. À, phía trước mặt tiền căn nhà mình thì có hai kiosk, một kiosk đang kinh doanh tiệm tạp hóa và một kiosk là đang kinh doanh vận tải, ngành vận tải cho thuê xe. Còn đây là đường dẫn lên các tầng lầu ở phía trên. Ở phía dưới thì có hai dãy trọ, hai dãy liền kề đối diện với nhau. Vâng, như Hoàng đã chia sẻ với quý vị, một căn nhà mới khang trang vừa hoàn thiện xong với 26 phòng trọ cho thuê cao cấp. Với gác đúc bê tông được xây chắc chắn kiên cố, một trệt hai tầng lầu. Vâng, đây là tầng lầu tiếp theo thưa quý vị, được xây dựng mới khang trang, rất là hoành tráng và được lắp rất nhiều máy điều hòa, không gian rộng, hành lang rộng.
có hệ thống camera giám sát an ninh đầy đủ. Vâng, và hiện tại thì đã cho thuê full phòng, kín phòng nha quý vị, với mức thu nhập hàng tháng là 50 triệu cho 26 phòng, xây mới hoàn toàn, trên diện tích tổng là 300 m² full thổ cư 100%. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một sản phẩm với mức giá đầu tư 12 tỷ 500 triệu đồng, một căn nhà trọ cao cấp, một trệt 2 tầng lầu, 26 phòng, trên tổng diện tích là 300 m², hướng chính của căn nhà chúng ta là hướng Tây, với diện tích tổng 300 m² phun thổ cư mà mức giá thì rất là mềm, chỉ có 12 tỷ 500 triệu đồng, hiện hữu tại khu dân cư Việt Sinh V-Ship 1. Vì vậy đây sẽ là một sản phẩm mà rất nhiều quý vị khách hàng chúng ta đang tìm kiếm để đầu tư trong suốt thời gian qua. Vì vậy hãy nhanh tay và gọi ngay cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan khảo sát căn nhà này cũng như là những sản phẩm tương tự trong các khu dân cư thuộc thành phố Thủ Đức, và đặc biệt là khu các khu dân cư thuộc thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, như là khu dân cư Việt Sinh V-Ship 1, khu dân cư Thuận Giao, khu dân cư Bình Chiểu, khu dân cư Bình Chuẩn, khu dân cư Sóng Thần và rất nhiều khu dân cư khác thuộc thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An mà hiện tại Bảo Hoàng đang được chủ nhà gửi chào ra thị trường với những mức giá rất phải chăng. Và một lần nữa Bảo Hoàng cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã dành thời gian xem video này cũng như đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả mọi người, quý anh chị khách hàng cũng như tất cả mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống và có nhiều thành công mới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.